Thank you.
Ok anh em nha, mình vừa đi săn về được. Test thử cái súng này đẳng cấp luôn. Anh em nhớ ủng hộ và ấn like cho kênh mình nha. Đấy, gym nhỏ xíu bằng này mà còn trúng mục tiêu thì anh em nghĩ là những loại to thì quá đơn giản mấy cây súng này. Nào, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha anh em nhá. Đấy, tiếng chim hót rất là nhiều. Rất đơn giản lại dễ trúng.